Cư dân gốc Việt sống tại Little Sài Gòn, không ai mà xa lạ với hình ảnh người phụ nữ gầy gạt, nhem nhún và đen thổi, vai đeo cái túi xách, tay cầm ly cà phê dang dở, hàng ngày đi lang thang dọc theo lề phố Bo Sa. Người phụ nữ bước đi, lúc thì lầm lũi lặng lẽ, lúc bỗng dưng hung dữ, vô cớ chửi bới vang trời. Ít người biết người phụ nữ này từng là một hoa khôi, là ca sĩ của Little Sài Gòn của những năm 80 của thế kỷ trước. Ông Lý Văn Điệp, cư dân Westminster, nhìn người đàn bà đang trong cơn thịnh nộ qua cửa kính xe hơi. Ông quay kính xuống, lắc đầu rồi nói tội nghiệp. Bà Phan Hoàng Yến, chủ nhà sách Tú Quỳnh, nói về người đàn bà này bằng giọng nhỏ nhẹ. Mỗi lần cô ấy vô đây, tôi phải nhẫn nhịn, yên lặng để mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Coi vậy chứ rất là khó, và nhiều lần cô ấy la lối sùm làm khách sợ hãi. Khách quen thì họ biết cô ấy là người vô hại nên làm lơ. Tôi coi cô ấy như là con cháu ở trong nhà thôi. Cô ấy ra chơi ngoài này từ hồi xưa rồi. Bà nói với giọng thông cảm, con người ai cũng có lúc thoải mái, lúc bực bội. Người tỉnh táo thì mới biết kiềm chế được. Hồi đó cô ấy cũng tiểu thư khuê các, chứ đâu phải thường. Rất nhiều lần, bà điên homeless này vì không vừa ý ai đó, đổ ly cà phê trên tay lên sách vở của nhà sách Tú Quỳnh. Bà quơ tay quơ chân, chửi bới oan oan một lúc rồi lại trở nên bình thường. Vì biết quá khứ của cô ấy, tôi gán mà chịu sự phá phách của cô thôi. Được cái cô không bao giờ hành hung người khác nên tôi cũng yên tâm, bà Yến cho biết thêm. Bà chỉ vào cuốn sách mang tựa đề Xe Phòng Xe Tình của tác giả Lâm Tường Vũ. Hình ảnh bìa là một cô gái trẻ có khuôn mặt vô cùng lôi cuốn. Đó, cô ấy hồi trước đó, đẹp như công chúa mà bây giờ như vậy đây, ai mà không thấy thương được. Bà nhấn mạnh, hồi đó cô ấy là ca sĩ rất đẹp, ca sĩ Kim Ngân. Nhà hàng Thành Mỹ cũng là nơi từng biết đến cụ ca sĩ Kim Ngân. Bà chủ nhà hàng được mọi người gọi là cô ba nhà hàng Thành Mỹ, thường giúp đỡ cho Kim Ngân. Cô ba kể, Kim Ngân ghé đây thường lắm. Được cái là cô ấy chưa bao giờ lớn tiếng hay phá phách ở đây. Vô đây, cô ấy chỉ khi thì xin tiền, khi thì xin đồ ăn. Chỉ qua cách cô ấy order đồ ăn mà mình biết ngay đây là một người có một quá khứ ngon lành lắm. Tô phở phải có rau có giá thiệt là tươi và phải sắp xếp ở trên đĩa thiệt đẹp mới chịu ăn. Thường thường ăn xong, cô ấy vô red room lau chùi mình mẩy rồi chải tóc. Bà nói thêm. Cô ba nhà hàng Thành Mỹ nhận xét thêm về Kim Ngân. Hút thuốc lá thì cô ấy tự ra ngoài chứ không cần ai nhắc. Nhiều lần nhìn phong cách của Kim Ngân, cách cầm điếu thuốc, cách đưa lên miệng hút, tôi thấy một cái gì đó nó rất là oai, rất sang trọng, quý phái. Cuộc sống khổ cực theo tôi không làm mất đi tiềm thức của cô. Các nhân viên của tiệm Food to Go Hương Hương, Westminster, thường giúp cho Kim Ngân bằng cách bán thức ăn với giá rẻ. Họ nói, cô ấy chưa bao giờ xin chúng tôi bán với giá đặc biệt. Cô ấy hay gây gổ với khách, làm tụi tôi cũng khó xử. May là cô ấy chưa tấn công ai bằng chân tay hết. Họ nói thêm, trời ơi, coi vậy chứ cô này đài cát dữ lắm. Kiếm chuyện chơi bai đủ thứ chứ không phải là thường đâu. Khắp phố Bo Sa, hầu như ai cũng cảm thương cho người ca sĩ trẻ trong quá khứ từng ngấp ngáp ngưỡng cửa của thành công rồi lại lâm vào cảnh không may mắn đến nỗi phải ra nông nỗi này. Quá khứ chìm sâu trong trí óc rối bời bời như mớ bồng bông, không dễ dàng trở về chút nào. Kim Ngân cũng thế. Kiều nữ một thời của Little Sài Gòn phải cố gắng lắm thì quá khứ nó mới về dần từng đợt từng đợt. Quá khứ ấy nó lẫn lộn với những ưu tư, đôi khi đến vớ vẩn của cuộc sống hiện tại, nên thoạt nghe người ta cứ tưởng rằng tất cả những gì thốt ra từ miệng chỉ là một chuỗi lảm nhảm của một người mất trí. Để có thể nghe được từng nốt thăng trầm của cuộc đời của một người từng làm ở vũ trường, sân khấu ca nhạc Little Sài Gòn gực cháy, vì dung nhan đầy ma lực của mình, chỉ cần kiên nhẫn một chút. Vâng, hãy kiên nhẫn lắng nghe bà,
với chút tình người và cả một chút cảm thông. Điều đầu tiên mà những người từng biết bà hay nhắc về bà là bà từng là một người rất đẹp, cái đẹp có hấp dẫn mê hồn pha chút liêu trai. Hãy lắng nghe bà Kim Ngân nói về đời mình. Kim Ngân sang năm 1975 với má và hai em, một gái một trai. Năm đó Kim Ngân 12 tuổi và không rành tiếng Việt vì hồi ở Việt Nam chỉ học tiếng Pháp từ lúc 5 tuổi cho tới khi đi Mỹ. Bà lại ngừng nói, dùng những ngón tay xinh xắn thon dài, những ngón tay cấu đen đất cát không giấu được nét thanh tao của một thời đại cát. Xé nhỏ miếng chả lụa ở trong đĩa bánh cuốn, cho vào miệng, rồi triệu trạo nhai trong cái miệng không đủ cái răng. Phải một lúc lâu bà mới nuốt được một miếng. Rồi bà quay lại câu chuyện, nhớ lại từng chi tiết một cách khó khăn. Khi chưa rời Việt Nam, gia đình Kim Ngân ở đường Hoàng Diệu, khu Khánh Hội. Thân mẫu thì làm tài phán cho vợ chồng ông Ưng Thi, chủ rạp Sanet Red ở quận Nhất, Sài Gòn. Bà khẽ nhăn vần trán nhỏ nhặn mịn màng, gần như là bị nắng mưa tàn phá. Rồi chớp cặp mắt tinh anh, cố đuổi bắt một kỷ niệm đẹp, rồi nhém cười, nhỏ nhẹ khoe. Tất cả là nhờ bố Hải, bố thương Kim Ngân lắm, bố chỉ cho Kim Ngân hát hoài. Thật vậy, người dẫn dắt cô bé 22 tuổi Kim Ngân vào con đường văn nghệ vào năm 1983, đó là nhạc sĩ Trường Hải. Bà xã của tôi quen biết với mẹ Kim Ngân là bà Võ Thị Nhân, có tên Mỹ là Annie. Lúc ấy Kim Ngân còn trẻ lắm và vô cùng xinh đẹp mà cũng biết ca chút ít, nên tôi mời cháu hát bản không của Nguyễn Ánh Chính cho cuốn video đầu tay của Trung tâm Trường Hải tại Hoa Kỳ mang tên chủ đề là Không. Nhạc sĩ Trường Hải kể lại. Video Không sản xuất năm 1983 là cuốn video Việt Nam đầu tiên được sản xuất tại hải ngoại. Ngoài Kim Ngân, cũng còn có những giọng ca kỳ cựu như Trường Hải, Evit Phương, Lê Uyên Phương. Ông lặng lẽ ngồi hồi tưởng rồi khẽ khàng nói, ấn tượng đầu tiên của tôi về Kim Ngân, cô rất đam mê ca hát, mặc dù giọng hát của cô không phải là xuất sắc, cô lại không rành tiếng Việt cho lắm, phải mất thời gian tập luyện và rất công phu mới thu âm xong bài Không. Nhưng chỉ thấy mặt cô là tôi đã không cần phải lo, ông Trường Hải thú nhận. Quả thật, cô hát bài đó rất có lửa và cuốn băng ấy bán rất là chạy và được rất nhiều người khen. Vua Rita Trung Nghĩa, 10 ngón tay vàng, cũng không quên được cái vẻ đẹp của ca sĩ Kim Ngân thời ấy, ông khẳng định. Kim Ngân vào cái thời năm 1985 là một mỹ nhân của Bossa, đệ nhất mỹ nhân, chẳng thua kém một ai. Kim Ngân đẹp khủng khiếp, vừa đẹp vừa sang như một tiểu thư đài cát trong cổ tích. Tất cả mọi phòng trà thời đó chỉ cần có in hình của cô là bán hết bàn, không cần biết cô có trình diễn hay là không. Ca sĩ Kiều Nga vui vẻ nói về Kim Ngân. Chị Kim Ngân rất là sexy, dễ thương và cởi mở với tất cả mọi người. Chị ấy đẹp đến nỗi đàn bà cũng phải mê. Nhạc sĩ Anh Tài cũng có ấn tượng riêng về Kim Ngân. Nhắc đến Kim Ngân là tôi nhớ duy nhất một bản nhạc Pháp. Tôi không thể nào quên được Kim Ngân hát bài ấy. Lúc này Kim Ngân nghe cười và nghiêm giọng, muốn hay, mỗi bản nhạc phải có linh hồn riêng. Ca sĩ Giáng Ngọc cũng nhớ rõ khoảng thời gian ca sĩ Kim Ngân trình diễn chung sân khấu với nhóm Ma Nữ Đa Tình, gồm 5 ca sĩ Giáng Ngọc, Thúy Vi, Gia Gia Minh Thảo, Ngọc Anh và Linda Trang Đài. Giáng Ngọc kể, chị Kim Ngân rất là đẹp, nhưng đặc biệt rất bình dị, dễ thương và hòa đồng với mọi người. Nhạc của chị hát có vẻ nhộn nhịp hơn ca sĩ Ngọc Lan. Bà Kim Ngân cố tìm tội trong ký ức rồi gật đầu. Ma Nữ Đa Tình quậy lắm, người nào cũng nhảy giỏi, hát hay và tốt bụng. Mỗi lần lên sân khấu là đàn ông con trai la hét vỗ tay quá trời, vui ơi là vui. Ông Triệu Thái Hòa, cư dân Fortran Valley, một khán giả rất trung thành của Kim Ngân, để tả về nhan sắc của cô, ông có 3 chữ, yêu kiều, khả ái và mê hồn. Ông cười bẽn lẽn và nói, hồi năm 1986, khi tôi còn ở Dallas, lần đầu tiên được nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt,
Chân tay tôi run rẩy, còn con tim tôi thì đứng im. Tôi ngộp thở. Mà tôi đâu phải mới lớn đâu. Lúc đó tôi đã 4 đứa con, 3 người vợ, 2 bà ở Việt Nam, 1 bà thì mới cưới ở bên này. Nói thiệt lúc đó, chỉ cần Kim Ngân gật đầu một cái, tôi sẵn sàng bỏ tất cả để theo cô. Gia đình tôi gốc Hồng Kông, tôi dư tiền lo cho cô sang giàu suốt đời. Tới năm 1997 khi nghe cô ấy hát, tôi vẫn còn nghĩ như vậy. Ông nhiệt tình kể lại. Ông Trần Hữu Hoang, ngụ tại Westminster, cũng từng bị sắc đẹp của ca sĩ Kim Ngân lôi cuốn. Lần đầu nghe Kim Ngân hát ở vũ trường Majestic, cô bạn gái của tôi tên là Hoa, vì thấy tôi ngẩng mặt ra nhìn Kim Ngân, nên cô ấy hất đổ ly rượu ở trên bàn, ướt lên láng rồi hùng hổ giật bóp bỏ về. Còn tôi thì mãi nhìn Kim Ngân trên sân khấu nên không muốn chạy theo. Người đâu mà xinh đẹp, nóng bỏng đến lạ lùng. Ông Nam Nguyễn, cư dân Westminster, dường như có vẻ cứng rắn hơn. Ông kể, nhan sắc của Kim Ngân làm cho đàn ông say hơn cả rượu nặng. Tôi không mê cô ấy chút nào, nhưng hồi đó, cô hát ở đâu là tôi có mặt ở đó. Có lần tôi phải bay qua tiểu bang khác để được ngắm cô, vì đã 3 tháng liên tiếp cô không hát ở đây, khu Little Sài Gòn. Lúc đó tôi mới hiểu rằng nếu anh em bạn bè mà bỏ nhau vì cô, tôi chấp nhận. Bà Diễm Hoàng thì nhận xét, tôi thì nhớ hồi đó cô này lên sân khấu là nhảy nhót uốn éo như con điên. Năm 1982, ca sĩ Kim Ngân lấy chồng là Nguyễn Tiến Bắc, em trai bà Dương Thị Thanh Lan, giám đốc trung tâm phát hành băng nhạc Thanh Lan. Năm đó cô 19 tuổi. Họ có với nhau 2 người con gái Mai Khanh và Thúy Anh. Bà Kim Ngân nói, Mai Khanh lớn hơn Thúy Anh 3 tuổi, năm nay 30 tuổi rồi. Thở dài, mắt nhìn xa xăm một lúc, bà hỏi một câu hỏi rất đàn bà. Còn lớn như vậy Kim Ngân có già không? Đến năm 1993, Kim Ngân không ở với ông Tiến Bắc nữa. Hỏi về chuyện này, bà lặng thinh một lúc lâu rồi thở dài và hỏi. Chuyện vui sao không nói, sao lại nói chuyện buồn, đàn ông mà, không ai có linh hồn hết. Đó là lúc bà có trung tâm phát hành băng nhạc riêng, trung tâm Kim Ngân, gần tiệm hủ tiếu Thanh Xuân ngày nay. Thế rồi, đến một lúc, Kim Ngân thay đổi. Các đồng nghiệp nói bà bắt đầu trễ nải, không đúng hẹn, ăn nói không cẩn thận và nem nhem tiền bạc làm nhiều người không hài lòng. Kim Ngân buồn thì chơi cho đỡ buồn, chứ đâu có lường gạt ai đâu mà xấu xa, bà phân bua. Năm 1996, bà Kim Ngân có thêm một đứa con trai nữa. Đứa bé này được nhân viên sở xã hội đến đem đi. Lúc đó bé vừa 1 tuổi. Ca sĩ Lệ Uyên nói với giọng thương tâm. Thấy thương, tôi đưa 2 mẹ con về ở chung cả năm. Trời ơi, thằng nhỏ hơn có 1 tuổi mà nhỏ xíu như đứa bé 4 tháng. Nó cũng không biết đi vì mẹ nó cứ cặp nó ở trên nách suốt ngày. Mà lại còn thiếu ăn nữa. Nhà có sữa mà mẹ nó chỉ cho bú nước mới lạ lùng. Mình thấy thương cho nó bú thì Kim Ngân lại không chịu. Thời gian này trí óc của bà Kim Ngân vẫn lúc tỉnh lúc mê. Kim Ngân khoe vào năm 2003, bà vẫn vừa đi hát vừa học làm răng giả. Bà nói, khi đó tôi ở Fortin Valley, hát không đủ tiền nên tôi ráng kiếm nghề đàng hoàng nuôi con. Lúc này con bà đã không ở với bà rồi. Hỏi về đứa con trai, bà Kim Ngân lộ vẻ bực bội. 2 đứa lớn người ta bắt đi vì Kim Ngân làm biếng, không chịu bồng con. Đứa này mình bồng ngày bồng đêm mà cũng bắt đi mất tiêu. Bà Yến bỏ cuốn sách có hình ca sĩ Kim Ngân trẻ xinh đẹp xuống, bà nói, đã mấy lần các nghệ sĩ tổ chức ca nhạc gây quỹ cho Kim Ngân, họ thương cô ấy lắm. Có tôi và Trung Nghĩa cùng một số ca sĩ khác từng tổ chức ban văn nghệ ngay tại tòa soạn báo Người Việt để quyên tiền cho Kim Ngân. Được một số tiền nhưng không dám đưa hết cho cô ấy vì sợ cô ấy hút chích. Tôi giữ 3.000 đô để mua thức ăn cho 2 mẹ con của Kim Ngân thôi, ca sĩ Lê Uyên kể. Bà Yến nói, má Kim Ngân cũng nhiều lần khuyên cô ấy cai nghiện nhưng không được. Cô ấy nói rằng mình là người tự do và không chịu bị nhốt vô một chỗ. Bây giờ không ai biết Kim Ngân có trợ cấp xã hội hay là không,
và có chịu uống thuốc tâm thần hay là không? Bà Kim Yến lắc đầu cho hay. Ông Danny Racon, ngụ tại Westminster, biết bà Kim Ngân mười mấy năm trước khi bà hay vào khu nhà tiện chế Mobile Home là khu ông ở, có tên là Rancho de Sol tại góc đường Bonsa và Rudolph. Ông nói, cô ấy giới thiệu tên mình là Kim, nhưng tôi hay gọi cô là Oliva vì cô gầy như một nhân vật phim hoạt hình. Tôi cho cô ở trong Mobile Home với tôi một thời gian, nhà chật nên cô ngủ ở trên giường bơm hơi. Tôi nhớ cô ấy rất ít ngủ, ban đêm cứ chừng một tiếng cô lại ra ngồi hút thuốc hay làm gì đó với vài người quen nữa. Tôi hỏi họ là ai thì cô nói là boss của cô. Sau đó tôi gặp trục trặc về hôn nhân nên dọn đi nơi khác. Tôi quay lại nhà này cách đây 4 năm. Năm ngoái cô đến gõ cửa nhiều nhà ở trong khu này để xin vô ở. Tôi nhận ra cô nên đồng ý. Ông Racon phân trần. Gần đây một người đàn bà ở trong gia đình của cô, tên là Gia hay Gen gì đó, tôi không gõ, có tiếp xúc với tôi qua điện thoại và đề nghị mua Mobile Home của tôi để cho Kim Ngân ở luôn. Nhưng tôi chưa quyết định. Ông Racon cho hay. Ông kể rằng nhiều lần ông về trễ nên bà Kim Ngân phải đứng tựa lưng vào tường chờ đợi rất là mệt mỏi. Ông cũng nói bà là cứ ở tạm ở trước cửa rồi ra vô cho đỡ mệt, nhưng chưa bao giờ bà làm vậy. Bà Kim Ngân quát mắt. Kim Ngân đâu phải con chó giữ cửa, con người là phải có linh hồn chứ. Theo như lời của ông Racon, thì lần cuối bà Kim Ngân về nhà ông là ngày 11 tháng 12 năm 2015. Ông mượn cho Kim Ngân là đã có người chăm sóc. Bà Kim Ngân gọi người đàn bà này là Má Yến, Kim Ngân kể. Má Yến lo cho Kim Ngân chỗ ăn, chỗ ở bên này. Kim Ngân không phải là homeless. Hiện thời thì bà Võ Thị Nhơn là mẹ của Kim Ngân đã tái định cư Việt Nam và cũng đã có lúc đưa bà về nước, nhưng sau đó Kim Ngân lại đòi quay trở lại Mỹ. Mình ở xứ này quen rồi, quen người ta, quen con đường, và con đường có linh hồn của nó, bà Kim Ngân nói thêm. Ca sĩ Lê Uyên đang dự trù tổ chức một buổi văn nghệ nữa để giúp cho Kim Ngân trong thời gian tới. Bà mong sẽ được khán giả đến tham dự đông đảo. Vấn đề khó nhất bây giờ là phải làm sao cho Kim Ngân ăn mặc sạch sẽ và có mặt hôm đó, ca sĩ Lê Uyên chia sẻ nỗi lo. Để đóng góp cho chương trình ca nhạc, nhạc sĩ Trường Hải đã gửi tặng poster chính gốc cho video không để kỷ niệm thành quả đầu tiên của bà Kim Ngân năm 1983. Dưới màn nước lã tả của trận bão, bà Kim Ngân toàn thân ướt sũng, vẫn cầm ly cà phê, lủi thủi đi ở bên lề con đường Bonsa trơn trượt, không rõ bà có biết trời đang mưa hay không. Một điều được bà nhắc đi nhắc lại một cách bực bội và đai nghiến, mỗi khi bà nói về đàn ông, bà gằn giọng, đàn ông Việt Nam ai cũng có một câu giống nhau, anh có nhiều bạn gái nhưng mà anh chỉ yêu mình em. Đó là dư âm của tình khúc buồn cho những linh hồn quá khứ.